Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi những thông tin nóng nhất trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều nạn nhân vẫn đang được các y bác sĩ tận tình cứu chữa tại nhiều bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Những ám ảnh về nỗi đau của các nạn nhân đã khiến cho quyết tâm của các y bác sĩ cao hơn bao giờ hết. Tình người trong thảm họa đã nhen nhóm lên sự sống cho những nạn nhân của vụ cháy. Dù đã quen với công việc cấp cứu, trực xuyên đêm, cường độ công việc cao, nhưng đêm 12 dạng sáng ngày 13 tháng 9 vẫn là một đêm đầy ám ảnh đối với các bác sĩ trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Nửa đêm toàn bệnh viện bật báo động đỏ, triển khai mô hình cấp cứu thảm họa. Việc cấp cứu ban đầu, phân loại người bệnh, điều trị đúng theo quy định của Bộ Y tế. Bác sĩ Nguyễn Tú trực cấp cứu tại trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, nỗ lực cứu chữa, nhưng hai bệnh nhân đầu tiên đến bệnh viện đều tử vong. Lúc đó chúng tôi còn chưa biết thông tin về đám cháy này. Những bệnh nhân tiếp theo ồ ạt được chuyển đến, biết tin về vụ cháy nghiêm trọng, chúng tôi huy động sự hỗ trợ của toàn bộ anh chị em bác sĩ đang trực trong đêm tại các khoa phòng. Giáo sư Nguyễn Văn Trì, Trung tâm hồi sức tích cực cho biết có hai nhóm tổn thương lớn sau vụ cháy. Nhóm thứ nhất tổn thương do ngộ độc khi hít phải lượng khói lớn với nhiều khí độc CO và có thể là cyanua. Nhóm này cần phải giải quyết ngộ độc khí. Và nhóm thứ hai là bị chấn thương cần theo dõi sát. Đồng thời chúng tôi tiếp tục tìm kiếm thương tổn có thể xuất hiện trong giai đoạn sau. Về chuyên môn, chúng tôi nỗ lực hết sức mình phối hợp với các chuyên gia trong bệnh viện để điều trị cho các bệnh nhân. Theo lãnh đạo bệnh viện cho biết, các bệnh nhân cơ bản đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện. Hầu hết các nạn nhân đều được theo dõi ngộ độc khí CO có thể diễn biến trong 24 giờ. Vì vậy, các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi sát sao, xử lý kịp thời khi có diễn biến xấu. Phó giáo sư tiến sĩ Đảo Xuân Cơ, giám đốc bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, chúng tôi nỗ lực đến cùng để cứu các nạn nhân. Các chuyên gia giỏi nhất đã được huy động. Trong khi đó, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, nạn nhân nữ trong vụ cháy trung cư mini ở Hà Nội nhảy từ tầng 9 xuống hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi tích cực. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hoàng Phương, trưởng phòng kế toán tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, chúng tôi đã huy động 6 chuyên khoa để hội trần cho bệnh nhân. Sau khi hội trần, bệnh viện đã bố trí kịp thời mổ cấp cứu lần 1 xử lý chấn thương cuộc sống cho người bệnh và đang tiếp tục mổ lần 2 để xử lý các chấn thương khác. May mắn thay sau nỗ lực của các bác sĩ, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi. Ông Đào Thiện Tiến, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho hay, hiện bệnh viện đang điều trị cho 4 bệnh nhân trong vụ hỏa hoạn, trong đó hai bệnh nhân đã ổn định. Còn hai bệnh nhân là hai bố con, tình trạng sức khỏe không đáng ngại nhưng bị ảnh hưởng tâm lý lớn. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều 14 tháng 9, còn 36 bệnh nhân trong vụ cháy trung cư mini đang được điều trị tại 5 bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Quân Y 103, Đa khoa Sanh Pôn và Đa khoa Hà Đông, trong đó 6 người tiên lượng nặng, nguy kịch. Trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, nhu cầu về nhà ở đối với người dân tại tỉnh đổ về các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng ngày một lớn. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều chủ đầu tư bất động sản đã đón đầu bằng việc xây dựng tổ hợp nhà ở dạng trung cư mini, nhất là ở những khu vực tập trung nhiều trường đại học lớn như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Bắc Tử Liêm, Nam Tử Liêm. Vụ cháy làm nhiều người thương vong ở chung cư mini trong hẻm nhỏ ở Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội mới đây. Một lần nữa dấy lên lo ngại về sự an toàn của dạng công trình nhà ở này. Thực tế cho thấy, các tòa chung cư mini này được xây dựng trên diện tích nhỏ, nhiều căn nằm sâu trong ngõ ngách với quy mô từ 5 đến 10 tầng và xen kẽ trong các khu dân cư đáng chú ý nhiều chủ đầu tư khi xây dựng đều đưa ra lý do ban đầu là nhà ở sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ thậm chí do tham lợi nhuận nhiều người cố gắng tận dụng tối đa quỹ đất nên ít làm lối thoát hiểm cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy chỉ mang tính hình thức nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao Chuyên gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tào Ngọc Tùng, Trung tâm huấn luyện phòng cháy chữa cháy Hà Nội, phòng cháy chữa cháy Vinasep cho rằng, hiện tại việc quản lý nhà nước đối với các loại hình nhà trung cư mini đang còn rất nhiều vấn đề bất cập. Theo Nghị định 136 năm 2020, quy định nhà ở kết hợp hoạt động kinh doanh nếu có tổng diện tích trên 300m2 là do công an cấp quận huyện quản lý. Còn nếu nhà ở kết hợp hoạt động sàn kinh doanh có tổng diện tích dưới 300m2 thì do Ủy ban Nhân dân cấp xã xã phường quản lý. Còn trên thực tế, khi xây dựng các trung cư mini, chủ đầu tư bao giờ cũng xin giấy phép xây dựng nhà ở độc lập. Nhưng theo đó đã thay đổi công năng, nhiều vấn đề khác nên rõ ràng loại hình trung cư mini hiện nay phần đa chưa được đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy. Phần lớn chỉ dừng lại ở việc trang bị các bình chữa cháy sách tay nhưng chưa đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng, hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, hệ thống cấp nước trong nhà, ngoài nhà, nhiều nơi không hề có trong khi lẽ ra với mật độ dân cư chiều cao của tòa nhà như vậy phải có đầy đủ hệ thống chữa cháy hệ thống báo cháy theo tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn cho người dân thậm chí phải có ban quản lý tòa nhà tức là phải có người đại diện để chịu trách nhiệm thực hiện các quy định an toàn cháy nổ nhưng thực tế hiện tại nhiều tòa trung cư dạng này không có chủ đầu tư khi hoàn thành xây dựng và bàn giao xong là họ dồn hết mọi trách nhiệm cho các cư dân sinh sống tại đây ngoài ra một thách thức nữa cũng được ông tùng nhắc tới đó là Phần các chung cư mini hiện nay đều được xây dựng trong các ngõ ngách nhỏ, nằm sâu trong khu dân cư, đường giao thông xung quanh nhỏ hẹp dẫn đến khi xảy ra cháy nổ, xe chữa cháy, xe thang gặp khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ không có bài học nào đau xót hơn là phải trả giá bằng mạng sống con người bởi vậy sau thảm kịch đau lòng vừa qua ông tùng cho rằng các cơ quan đơn vị chủ đầu tư của các dự án trung cư đặc biệt là những trung cư mini cần nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ các yêu cầu liên quan đến phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân chủ động mua sắm thêm các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ kiểm tra các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã trang bị và đảm bảo hoạt động hiệu quả đảm bảo rằng hệ thống điện trong phòng trọ chung cư mini được lắp đặt và sử dụng an toàn và thường xuyên kiểm tra thay thế, khắc phục những nguy cơ mất an toàn về điện có thể gây cháy nổ. Đồng thời, tổ chức tập huấn kỹ năng cách sử dụng các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy cho quản lý, bảo vệ và người thuê trọ. Tổ chức các cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy định kỳ để đảm bảo tất cả cư dân, người thuê trọ biết cách ứng phó, sơ tán trong trường hợp khẩn cấp trang bị kỹ năng thoát nạn là việc làm cần thiết và cần được đẩy mạnh. Thế nhưng cái gốc rễ của vấn đề ở đây chính là thực trạng chung cư mini mọc lên như nấm, khó kiểm soát đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Minh chứng cho điều này là có người thương vong lớn trong vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân đã khiến cho vụ cháy này trở thành thảm họa ở Hà Nội trong những ngày qua. Nếu không có sự vào cuộc mạnh mẽ từ các ngành chức năng thì những vụ việc tương tự vẫn có thể xảy ra thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc video của chúng tôi những thông tin mới nhất về vụ cháy sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trong các video tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại